Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh. Thưa anh Thắng và cũng như thưa quý vị khán giả, thì Nhất Anh được biết mà thường người ta nhắc tới nước Nhật thì người ta thường hay nói tới là kimono, tới Tokyo, tới núi Phú Sĩ. Nhưng mà còn có một cái nữa đó là hoa anh đào. Thì mà nhân dịp mùa xuân sắp tới, mà mùa xuân thì người ta hay nói là mùa xuân thì tới Nhật để ngắm hoa anh đào. Thì như anh được biết là anh Thắng đã có nhiều dịp đã được đi tới Nhật, mà hồi xưa anh Thắng còn học ở Nhật nữa mà được có dịp ngắm hoa anh đào. Vậy thì anh Thắng có thể chia sẻ kinh nghiệm cho Nhất Anh với khán giả ngày hôm nay được không ạ? Nói đến Nhật Bản thì hoa anh đào là một trong những cái mà khi nhắc đến Nhật Bản người ta hay nói đến hoa anh đào. Dạ. Giống hệt như người ta nhắc đến núi Phú Sĩ vậy. Dạ. Thành ra hoa anh đào là một trong những cái mùa hoa rất là đẹp của nước Nhật. Và phải nói là mùa hoa là trở thành một cái điểm văn hóa rất là quan trọng trong cái đời sống của người dân Nhật bây giờ. Thì đó là một cái điểm mà hết sức hấp dẫn và lôi cuốn du khách, từ một cái điểm văn hóa cho đến một cái không gian thiên nhiên, cho đến một cái mùa hoa nở. Thì tất cả nó nằm trong một cái khoảng thời gian đó ở nước Nhật. Dạ. Thì hoa anh đào là nó xuất phát từ nước Nhật đúng không anh Thắng? Nếu mà nói về cái nguồn gốc đó, thì hoa anh đào nó không phải phát xuất từ nước Nhật, mà hoa anh đào người ta cho rằng nó phát xuất từ dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Và từ cái dãy núi đó thì hoa anh đào nó lan ra tất cả khắp các phần đất của Bắc Bán Cầu. Bắc Bán Cầu thì trong đó có Trung Hoa, có Việt Nam, có nước Nhật, vân vân. Và nước Nhật là một trong những cái đất nước có một cái loại hoa rất là đặc biệt, và người ta gọi cái đầu hoa là hoa anh đào bây giờ. Ở nước Nhật thì người ta đều có thấy được hoa anh đào cả, tùy theo cái độ ấm của thời tiết và cái lúc, cái thời gian của hoa nở nó khác nhau. Chẳng hạn như nước Nhật thì chúng ta biết là kéo dài từ Hokkaido cho đến Okinawa, và bây giờ chúng ta phải nói đến thêm là thế Senkaku, đó là những cái phần đất mà suốt từ Bắc của nước Nhật cho đến miền Nam của nước Nhật, tức là sát đến cái biên giới với Đài Loan á. Và trong tất cả những cái vĩ tuyến từ Bắc đến Nam của nước Nhật á, thì hầu như đều có hoa anh đào nở cả. Thế tuy nhiên thì tất cả những cái mùa ấm thường thường ở dưới miền Nam ấm hơn là miền Bắc, thành thử hoa anh đào nở vào cái ở miền Nam vào những tháng ấm. Ví dụ như tháng 1 là chúng ta có thể đến Okinawa, chúng ta có thể xem được hoa anh đào nở rồi. Nếu chúng ta muốn xem được hoa anh đào của cái vùng Kyushu, của vùng Shikoku, đó là những cái đảo lớn nằm phía gần cái đảo chính của nước Nhật là đảo Honshu đó, thì chúng ta có thể đến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 là chúng ta bắt đầu xem được những mùa hoa anh đào nở ở đó. Dần dần lên phía Bắc, tức là đến Tokyo, cái khoảng chính giữa của cái đảo Honshu đó, thì người ta thường người ta được biết là hoa anh đào nở vào giữa vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là hoa anh đào bắt đầu nở. Và tùy theo cái độ thời tiết, thí dụ nó đang mùa đông thì rất là lạnh, thành ra hoa anh đào ngủ yên cành chơ lá. Nhưng mà bắt đầu khi mà bùng mùa xuân bắt đầu ấm lên, tức là cây anh đào nó đâm chồi nở nhụy ra, và từ đó chúng ta bắt đầu đợi cái mùa hoa nở. Tức là khoảng đến cuối tháng 3 và giữa tháng 4. Nếu nói như anh Thắng thì có nghĩa là hoa anh đào nó không có nở cùng một lúc, mà tại vì mỗi cái vùng, mỗi miền thì đúng nó vậy. Sẽ nở khác chẳng nhau. Chẳng hạn như tôi nói, thí dụ lấy chúng ta lấy Tokyo là cái trung điểm chẳng hạn. Thì Tokyo thì thường thường hoa nở vào khoảng đầu tháng 4, cuối tháng 3, đầu tháng 4, tùy theo cái thời tiết ấm lên. Nhưng mà khoảng đầu tháng 5 đó, thì hoa anh đào bắt đầu nở lên phía Bắc, tức là lên vùng Nikko, hoặc đi lên trên nữa là đến Sendai, lên tới Akita, tức là các tỉnh phía Bắc của Honshu, và đi tới Hokkaido nữa. Và đó là một cái thời gian, nếu chúng ta không có dịp xem hoa anh đào ở Tokyo vào tháng 4, chúng ta có thể đến cuối tháng 4 chúng ta đi lên phía Bắc, chúng ta vẫn được xem hoa anh đào nở. Nói chung là mình sẽ không bị mất dịp nào. Chúng ta không có bị mất cái cơ hội để hoa anh đào nở, chỉ trừ khi bị thiên tai nào đó, bị thời tiết thay đổi. Bây giờ thì phải nói rằng trái đất của chúng ta thời tiết rất là lạ, và thay đổi khá nhiều trong một vài năm nay. Và bên Nhật bây giờ chúng ta thấy cái tin tức cho biết là tuyết rơi rất là nhiều, ngay cả Tokyo cũng rơi rất là nhiều tuyết. Thời tiết là từ lạnh sang ấm. Thì anh Thắng nói là khác nhau vùng miền, nhưng mà vậy nhanh để ý là ví dụ như coi hoa anh đào trên TV thì có một số nơi thì có một số cảnh thì chiếu hoa anh đào có màu hồng nhạt nhạt, và một số nơi là có màu trắng, thì không biết là nó có phải là hoa anh đào không, hay là nó có quan hệ họ hàng gì với nhau? Nói đến hoa anh đào thì chúng ta nên hiểu thêm một chút xíu như này. Hoa anh đào chỉ là một trong những loại đào
Tại vì loại đào có thể đến 60 đến 400 loại đào khác nhau. Và người ta phân biệt rất là chi tiết, thì chúng ta có thể đi tới 400 loại. Nhưng mà cái hoa anh đào nó chỉ có một thôi. Thì hoa anh đào đó khi mà nở ở nước Nhật thì cái loại đó nó được người ta tìm thấy đầu tiên vào những thế kỷ thứ ba, thứ hai, thứ ba đó. Thì người ta tìm thấy ở một cái tỉnh, cái làng thì đúng hơn, nó tên là Yoshino. Và đó là một cái loại hoa năm cánh, nó có năm cánh hoa, và mỗi lần nó nở đó thì nó mở 5-6 nụ hoa ở trong một cái chồi hoa. Và một chồi hoa như vậy nó cho là 5-6 nụ hoa, và cứ mỗi một nụ hoa như vậy là có nở ra được, thì cái hoa nó có năm cánh. Và mỗi cái cánh đó thì nó rất là mỏng, và có cánh thì màu trắng, có cánh thì hơi có một tí đỏ đậm ở cái chính giữa, hoặc là đỏ hồng, rồi sau đó thì nở và bắt đầu nở rộ ra đó, thì cái vết đỏ đó nó đổ lan ra phía đầu cánh. Thành thử hoa anh đào nó có nhiều màu sắc thì chúng ta có thể nhìn thấy tùy theo cái nụ hoa như thế nào nó ra như vậy. Thành thử chúng ta có thể nhìn một cái không gian hoa anh đào nở thì có lúc thì trắng thật là trắng, nhưng mà trong cái trắng đó, nó vẫn có một số những cây có một cái màu hồng chẳng hạn như những qua những cái bức ảnh mà tôi có thể chụp được, hoặc là những cái video clip mà chúng ta xem đó, có những cái không gian hoa anh đào trắng. Tuy nhiên có những cái không gian hoa anh đào nó có hồng màu hồng nhạt, nhưng mà nó tạo ra một cái không gian rất là đẹp. Phải nói là hoa anh đào nó đẹp là nhờ cả một cái rừng hoa. Thành thử nếu mà quý vị thính giả có dịp đi đến Washington DC chẳng hạn, chúng ta có dịp xem những cái mùa hoa anh đào ở DC, và thường thường hoa anh đào DC nó lại nở trắng hơn là những cái hoa đào anh đào ở bên Nhật. Ở bên Nhật tôi xem thì thường thường nó màu hồng hơn, màu hồng nhạt, và cái không gian nó cũng rất đẹp, hoặc là nó màu trắng, nhưng mà màu trắng nó nằm trên cái chìa núi chẳng hạn. Thành ra chúng ta thấy cả một cái rừng anh đào đẹp lắm, nhất là hoa anh đào khi mà nó ở gần những con sông, những con lạch đấy, thì hoa anh đào nó được kéo xuống về hướng sông, thành ra hoa nó thường nó nở rộ, và có những cái loại anh đào rũ, nó rũ xuống ở cái bờ sông thì rất là đẹp. Nhất là quý vị có dịp đến Kyoto vào cái mùa hoa anh đào nở, chúng ta có thể dịp đi trên con sông Kamigawa chẳng hạn, những cái hàng cây anh đào nó dọc theo cái bờ sông đó, và nó nở cả một cái rừng anh đào như vậy. Và đặc biệt là chúng ta đến ở Tokyo chẳng hạn, chúng ta có dịp đi trên con sông Sumida. Sumida là con sông chảy qua bên thành phố Tokyo, và trên con sông đó, nhất là khu gần cái khu vực hoàng cung đó, chúng ta sẽ có dịp ngắm được hai bên là sông, những hàng cây anh đào được nở rộ và màu hơi hồng nhạt, nó làm lộ cái hết sức là cái không gian hữu tình cho cái hoàng cung của thiên hoàng ở bây giờ. Thì anh Thắng nói là hoa anh đào nở ở Nhật, thì không biết là hoa anh đào nó là biểu tượng chính của Nhật hay là nó chỉ là một trong số những biểu tượng của Nhật? Hoa anh đào không phải là một cái biểu tượng chính của Nhật Bản, mà nó chỉ là một trong những biểu tượng được người ta nói đến vì cái điểm văn hóa của nó. Chẳng hạn như chúng ta nói đến Phú Sĩ, thì Phú Sĩ vẫn là một cái biểu tượng cho nước Nhật, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn là một cái biểu tượng cho nước Nhật. Thế tuy nhiên thì đó là một trong những biểu tượng mà nói đến là người ta biết ngay đến Nhật Bản. Chẳng hạn người ta nói đến cái sư Phù Tang. Mình trên đất trên cái thế giới này không có xứ nào tên là đất nước Phù Tang cả, nhưng mà nói đến chiếc Phù Tang là người ta biết ngay là nước Nhật. Tại vì Phù Tang đó là một cái loại cây dâu thần được nằm về phía đông phía mặt trời mọc, và đó là người ta gọi là tại sao gọi nước Nhật là Phù Tang, là nước Nhật là một hải đảo nằm ở phía đông của Trung Hoa, và ngày xưa người Trung Hoa họ gọi nước Nhật là Phù Tang. Thì nãy giờ nghe anh Thắng mô tả về cái hoa anh đào đó, thì giống như là những cái lá, những cái cành nó bay xuống hay là nó rất là nở như thế nào, thì nhanh cảm thấy là không biết nó có liên quan, nó có dính dáng gì tới những cái đời sống hay là của người dân Nhật Bản, hay là cái đời sống tinh thần văn hóa của người dân Nhật Bản không? Rất là quan trọng, rất là quan trọng đó. Nhất anh cảm ơn Nhất anh đã hỏi câu đó. Nói đến Nhật Bản thì người ta nói đến hoa anh đào, nhưng mà hoa anh đào thì ngoài cái nét đẹp không gian thiên nhiên của nó là khi nó nở, đặc biệt là cái đời sống hoa anh đào rất là ngắn ngủi. Tại vì hoa anh đào đó sau khi nở ra, tôi lấy cái gốc là nó vừa nở ra nhé. Nó vừa nở ra thì sau chỉ có ít ngày là nó trụi ra, bắt đầu nó ra lá. Và ra lá trong cái mùa xuân như vậy, sang mùa hè thì bắt đầu lá xanh tươi, nhưng mà đến mùa thu thì bắt đầu lá của anh đào đó bắt đầu nó vàng úa lại. Và cái lối vàng mà vì mùa thu của anh đào thì nó không có đẹp thế nào cả. Nó nói cái vàng vàng úa chứ nó không phải là cái vàng mà bằng tươi như những cái màu sắc lá phong chẳng hạn. Thì sau đó thì bắt đầu hết mùa thu thì hoa
gọi là lá anh đào rụng hết, nó chỉ còn cành thôi. Thành ra cây anh đào là nó ngủ rất là lâu, nó ngủ suốt mùa thu cho đến mùa đông, tức là khoảng 4-5 tháng trời. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì bắt đầu là cây anh đào. Khi mà đâm chồi nở hoa, từ lúc ngâm chồi nở hoa cho đến cái lúc mà nó tàn hoa đó, có lẽ thì trong vòng 3 tuần là một tuần ở mức cái thời gian gọi là nụ hoa ra, rồi sau đó thời gian để nở. Và cái đời sống của khi hoa nở rộ rồi đó, cho đến lúc mà cái cánh hoa rời, cái hoa đi đó, thì trong vòng có một tuần cho đến 10 ngày thôi, tùy theo cái độ thời tiết lạnh hay là ấm. Hoa anh đào đặc biệt là có một cái là khi nó đang nở mà thời tiết trở lạnh thì hoa anh đào ngưng nở, không nở nữa. Và nó đợi thời tiết ấm lên nó nở tiếp. Thành thử khi mà nó ngưng nở như vậy thì người dân có dịp đến có nhiều thời gian hơn để mà xem cái hoa anh đào nở. Và cái thời gian ngắn ngủi như vậy, đời sống hoa anh đào như vậy, thành ra ngày xưa đó, ở cái thời thế kỷ thứ 12, có một vị tướng quân tên là Minamoto. Ông là người đã sáng lập ra cái giai cấp samurai. Là samurai của người Nhật thì trong cái thời điểm đó được lập ra để mà bảo vệ cho các lãnh chúa, cho các tướng quân. Và cái ông tướng quân đó khi lập ra cái giai cấp samurai thì ông buộc những người lính khi mà có một cái tinh thần như vậy là phải có đủ ba cái yếu tố. Thứ nhất là trung thành, thứ hai là danh dự, và thứ ba là phải can đảm. Tức là trung thành để mà biết là sẽ phục tùng các tướng quân hoặc lãnh chúa, và sau đó là phải có một cái danh dự, họ phải bảo vệ cái danh dự của họ, bảo vệ cái danh dự cho cái vị chủ của họ, để sẵn sàng họ liều chết để bảo vệ cho họ, cho chủ họ. Và cái thứ ba là có can đảm, để can đảm thì họ có một cái xem cái chết rất là nhẹ. Thành thử một cái can đảm là để cái cuối cùng là khi họ không hoàn thành được trách nhiệm, hoặc họ có những lỗi lầm gì đó, hoặc họ không có trung thành, hoặc họ có những cái danh dự của họ, thì họ phải tự xử lấy. Thì chúng ta biết qua cái giai cấp samurai thường thường ở Nhật Bản nó nổi tiếng qua cái hình thức là seppuku, tức là mổ bụng, hay là harikiri, mình có dùng một vài cái danh từ như vậy. Thành thử cái người samurai đó, họ có đời sống mà bất thường ghê lắm. Thành ra họ sống đó mà họ chết bất cứ lúc nào, tại vì họ cái danh dự, cái trách nhiệm của họ lúc nào cũng đi kèm theo họ. Thành thử khi mà họ có dịp họ ngắm những cái đời sống của cái hoa anh đào, và nhất là cái thời điểm đó thì cái đạo Phật thiền tông của nhà bên Trung Hoa xâm nhập vào Nhật Bản và nó phát triển, và cái người samurai họ cũng được huấn luyện về những cái thiền tông, về những cái triết lý sống của họ. Thành ra họ nhìn cái nhân cách hóa cái đời sống của cái hoa anh đào vào cái đời sống của họ, và họ nhận thấy là cái hoa anh đào nó nở đã đẹp rồi, nhưng mà khi nó rụng từng cánh hoa của nó bay tung vào gió, mặc dù cái lúc đó là lúc nó bay và có nghĩa là cái lúc nó chết. Thành ra người samurai của Nhật Bản sau khi họ đã hoàn thành trách nhiệm, và nếu mà họ muốn chọn cái chết thì họ mong rằng đời sống của họ và khi chấm dứt đời sống của họ nó phải đẹp như cái cánh hoa anh đã bay. Thì đó là một trong những cái triết lý của người samurai, nhìn cái đời sống của hoa anh đào và họ nhân cách hóa vào đời sống của họ, và đó là trở thành một cái nếp văn hóa của người Nhật. Và nó trải qua 8-9 thế kỷ cho đến ngày hôm nay, tức là cũng phải từ thế kỷ 12 giờ là coi cũng được 8-9 thế kỷ rồi. Và dĩ nhiên thì nó có những cái ưu điểm, và dĩ nhiên nó cũng có những cái khuyết điểm. Khuyết điểm là gì anh Thắng? Khuyết điểm thì nó buộc cho một cái người đó là lúc nào cũng phải nhìn về một cái vâng lệnh một cách tuyệt đối, một cái sự trung thành. Chẳng hạn như tôi nói đến Thiên Hoàng chẳng hạn, Đề Nghị Thi Chiến chẳng hạn, thì sau khi ông Minh Trị ông lên thì Minh Trị Thiên Hoàng đã lập ra được một cái quân đội binh lính về Thiên Hoàng, quân đội Thiên Hoàng. Thành ra họ phục tùng cái thần đạo, họ phục tùng thần là Thiên Hoàng, Thiên Hoàng là thần. Thì đó là một vị thần sống. Và người binh lính Thiên Hoàng họ đã theo những cái phục tùng đó và họ làm việc. Thành thử tôi vẫn nghĩ cái thần đạo Thiên Hoàng và thần đạo nhân bản hiện tại đó nó đã hoàn toàn khác nhau rất là nhiều. Thành thử bây giờ chúng ta đến Nhật Bản, chúng ta sẽ nhìn thấy được người Nhật họ có một cái tinh thần tương đối là tương kính, họ có vẻ nói chuyện rất là dễ chịu với mình hơn là một cái nghe nói đến cái quân đội Thiên Hoàng thì kinh khủng lắm. Thì mình nói sang cái lịch sử xong rồi thì câu hỏi cuối cùng mà anh muốn dành cho anh Thắng đó là cái cảm nhận của anh Thắng như thế nào khi mà anh Thắng tới Nhật mà nhìn thấy hoa anh đào nở khắp trời như vậy, thì anh Thắng như thế nào? Cái ngày xưa đến Nhật Bản mà ngồi dưới cái cội anh đào, cái không gian cho đến bây giờ vẫn không quên được. Phần lớn là các đại học ở Nhật Bản thì đều có những cái cây anh đào đó,
cái cây nào trồng trong sân trường, và mỗi lần hoa anh đào về thì đó là mình biết một mùa xuân đã đến, và bốn mùa xuân anh đào thì là hết một cái chương trình đại học. Thành thử cứ mỗi một mùa hoa thì đều gợi nhớ tôi về cái thời sinh viên rất là nhiều. Cảm ơn anh Thắng đã đến với chương trình ngày hôm nay và cho những anh cũng như khán giả của Người Việt rất là nhiều thông tin hữu ích về hoa anh đào của nước Nhật. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.